どれです。はい。Anh bưng lên, đây chồng ơi. Trái kia mới là đặc biệt, trái này chỉ là bình thường trong các trái thôi. Đây. Cậu quay lên đây, lên đây. Ôi, cả nhà. Thì hôm nay chính hai vợ chồng Nhân sẽ đập hộp cho cả nhà biết, chơi lớn luôn nha. Cả nhà này là chơi lớn luôn nè. Mé Nhân ở nhà bà biết là ký lũng đầu luôn á, biết sao không? Trái dưa bình thường, cái trái dưa bên này gấp 10 lần, hơn 10 lần, khoảng 20, đâu mười mấy lần, hơn 10 lần đi, tính cho 10 lần đi. Hơn 10 lần trái dưa bên này. Và tại sao nó mắc như vậy? Thì phải khui thùng, đập hộp mới biết nha cả nhà. Ok. Trời ơi. Rung nha, rung hồi hộp nha. Tại sao nó lại mắc đến mức độ như vậy? Gỡ ra. Đây là một tấm hình đầu tiên cho cả nhà xem. Tấm hình này Đính Vị nói là trái dưa nó có hình dạng hình vuông đó. Rồi ta đâu gỡ ra đi. Và bên trong nó sẽ cho mình thêm nữa là một ít giấy. Đây là giấy tặng kèm, để có kiểu là sao tặng kèm để cho mình biết là mình mua trái dưa này mắc tiền quá nên tặng cho mình này, gọi là bonus đó. Tiếp theo là mớ rác nè. Rồi bên trong nữa là cái gì nữa không? Bên trong nữa là một cái cọng dây. Cọng dây này đã thắt nơ, thắt nơ để cho quả dưa nó thêm đặc phần đặc sắc và mắc tiền hơn miếng nữa. Bỏ xuống luôn. Và cuối cùng là hết, còn trái dưa thôi. Bây giờ anh Tài Rơ sẽ nhắc ra, hay Tài Rơ gỡ ra. Thì đây, đây cái nhà. Ruột bên trong của nó đây cả nhà. Độc quyền thương hiệu là nó, bởi nó có hình dáng là hình vuông. Và cái trái này mua rất là khó chứ không phải đơn giản là mua. Vì trái này thì để Nhân nói sâu xa hơn, tí nữa nói sâu xa hơn. Vì bây giờ Nhân sẽ bổ ra để xem thử là cái trái dưa này, cái trái dưa này chỉ giá chỉ có 200.000, hơn 200.000 một xíu thôi. Và trái dưa này thì chỉ giá của nó là 1 man 200 yên, 1 man 2 sen, là chỉ giá là rơi dao động nha, dao động khoảng tầm 2 triệu mấy đến khoảng 3 triệu cho một trái này. Và trái này thì 200.000 đó. Bây giờ Nhân sẽ làm sao để mà đánh giá khách quan nhất, tốt nhất cho cả nhà nhìn nhận tại sao nó mắc quá vậy. Ok, tô của hai bên đội nào sẽ là đội thắng nha. Đội này có vẻ hơi yếu nha cả nhà. Năng lượng đội này có vẻ hơi là kilo của đội bên đội vuông có vẻ là hơi yếu mềm xíu. Thì đội tròn kilo nó vẻ hơi nặng, kilo bên này nặng hơn. Đó, thì bây giờ anh Tề Rư sẽ đập hộp trái vòng tròn trước. Rồi, đội tròn. Hai. Khui đây, khui thùng. Khui để. Hai, đập hộp. Ôi ôi. Hai, một, hai, ba. Hình tròn hơi bỏng ruột một xíu nha cả nhà ơi. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ bổ đội đây. Hay. Rồi, và tiếp tục nữa là hình vuông nha. Rồi, hình vuông ta đâu bổ đây. Bổ đội hình vuông này. Rồi ok, bổ đây ta đâu. Hình vuông có vẻ chắc ruột nha cả nhà. Không tay của lẹ. Wow, hình vuông ruột màu vàng. Trời ơi, màu vàng, vàng là vàng tươi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bổ ra nha. Để mình ăn, để mình đánh giá được. Tại vì nó quá nhiều ở trong này nè cả nhà. Đấy, màu vàng đây. Đây là màu vàng nha. Đó, để mình để góc này cho đẹp. Rồi tiếp. Đấy, rồi ok. Hai. Bây giờ mình sẽ bổ ra ăn thử nha cả nhà. Tự nhiên mình thấy trái dưa màu vàng mình cũng thấy lạ cả nhà ơi. Lần đầu trong cuộc đời Hajimete. Kimiro, Taro, Kimiro tại beta của tôi à nữa. À nữa. Nhưng kono katachi à? À, kono katachi, kono katachi wa? Nó tao tao này. Tại có ta cô tôi này thì sao? Nhân á thì hình vuông lần đầu ăn và cũng là màu vàng là lần đầu ăn luôn cả nhà. Hai.
Thì bây giờ Nhân sẽ cho anh Tề Rư ăn cái màu vàng trước Tề Rư. Sao kia đi đâu chị tại vì cái có gì ăn cái màu này rồi ăn màu đỏ đúng không? Rồi ok, để Nhân cắt màu đỏ để cho anh Tề Rư nha. Để coi màu đỏ thì nó là một loại dưa bình thường thôi. Rồi ok Tề Rư. Rồi màu vàng hai, một hai ba. Một hai ba dưa. Ăn và đánh giá chân thật luôn nha cả nhà, không một chút giả chân nào luôn nha. Rồi sắp kia đến TBT hay để xích ra cái ăn nó chảy nước vào. Ngọt. Ngọt thanh. Có hột. Mặc dù là bên trong nó hơi xốp xốp một tí. Nhưng mà nói chung là nó rất là ngọt cả nhà, chứ nó không phải là loại dưa mà dưa bở, không phải. Về cái vị lạc nó không có, rất là ngọt. Ngon. Tay cắm với muối tay nhìn. Đó. Đây cả nhà, cắm vô. Ngọt mà ngọt quá. Quá nhiều nước luôn. À mãi nữa. Nhưng cái này nó có hột. Nó có hột nên là kiểu là mình ăn á thì nó hơi vướng víu một xíu, nhưng mà Nhân nhìn đây nó không có hột nè, để tí nó ăn coi cái vị nó làm sao nha. Cái dưa này á ở bên Nhật á, nếu mà đầu vụ á thì rất là mắc. Mà này là nó vô giữa vụ rồi, cái vụ này nó trái thì nó rẻ. Trái này có mua có Ikurakata. Sen nhau quần. Có 1 sen 200 yên thôi. 1 sen 200 yên thôi. Chứ thông thường là trái này cũng nếu mà đã đầu vụ là hơi bị mắc đó cả nhà. Mà dưa bên này thì đặc biệt là cái vị á, nó to là không có phải bơm thuốc hay bất kể một cái gì hết, là bởi vì người ta nuôi ngửa lòng, người ta trồng theo cái cách nào thì không biết, nhưng hầu như là bên này thì nó không dùng thuốc hóa chất gì để cho nó bơm thổi cho cái dưa nó to lên, nên là ăn những cái dưa bên này á thì cái vị ngọt nó có sẵn luôn, có nghĩa là cắt ra là sẽ ngọt. Trừ khi nào mà su dữ lắm, su là xui xẻo dữ lắm thì vô chúng cái trái nó không ngọt, nói chung không ngọt là nhưng trái chưa có, nhưng ăn chục trái rồi, nhưng qua từ bốn năm năm rồi á, nhưng mà chưa bao giờ ăn trái nữa mà nó không ngọt cả, nên là dưa bên này là hầu như trái nó cũng sẽ ngọt. Su cà na thì không ngọt thôi. Nên là nhân ăn dưa bên này á thì cái vị ngọt nó thanh nữa, nó ngon. Đặc biệt rất là nhiều nước. Nước nó bọng luôn á. Ăn cái dưa này nha. Để qua một bên nha cả nhà. Đây. Thì tiếp tục nữa là đến trái dưa thứ hai, đó là dưa màu vàng. Đây cả nhà. Hai đô rồi. Mời chồng. Ôi. Đập. Ăn như vậy. 1 2 3 vô. 1 2 3. 1 2 3 vô. Dạ ăn nha cả nhà. Cái này là lần đầu như ăn nhưng sẽ đánh giá một cách chân thật nhất. Yên tâm. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Nó chưa gì. Mà là bắt đầu chết tôi. Cái này nhìn thấy hai bản mặt hai người, để nhưng ăn sâu vô một tí nha. Cả nhà nhìn thấy bản mặt của hai người chưa? Lúc cắn vô phải là có cái sự hết hồn hú hồn nhẹ đó.
Và bây giờ là Nhân thấy là chưa gì hết là thấy nặng luôn, hú hồn nặng luôn rồi đó. Đây, ăn vô trong nha. Thông thường ta bảo là bên trong cái khúc này thì nó sẽ có cái vị hơn. Cả nhà biết mình ăn cái củ sắn á. Ở quê cả nhà cái củ sắn không hay gọi là củ gì, quê Nhân gọi nó là củ sắn. Nó lạc thì cái này cũng phải 1 chín 1 mười. Thiệt, 1 chín 1 mười cái độ kia nó lạc. Nó lạc mà nó có vị ngọt của sắn. Còn cái này là lạc lạc lẽo luôn. Lạc Nhân nãy Nhân vừa mới khen luôn, nhưng khen ngợi quá trời. Cuối cùng dính vô cái trái gì. Lạc mà nó lạc gọi là lạc quá luôn á. Lạc ôi dồi ôi luôn á. Thì khi mua cái trái này Nhân cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi. Trái này người ta trùng để chưng, có nghĩa là người ta dùng để chưng vào vậy như là cái nguyên một cái người ta cái sạp người ta bán dưa đúng không? Đó, thì người ta sẽ chưng cái trái này lên để làm cái kiểng, làm cho nó đẹp á, chứ người ta không ăn nhiều, người ta không mua trái này để ăn. Nhưng mà vì Nhân mua về để review thì Nhân mua về thôi, chứ thật sự là trái này nó có cái vị ngọt á thì không có, mà lạc là lạc quá, là quá luôn. Lạc là lạc ôi giời ơi luôn á cả nhà, thật sự nó không ừ xui nè. Mệt cho ừ xui. Sao là có thể xuyên nè. Xưa đó, ảnh còn nói á, nó lạc đến mức độ mà nó giống như cái cùi luôn. Cái cùi này nè, cái cùi gì, cái cùi của cái dưa luôn á, cái nhà lạc đến mức độ như vậy á. Nói để Sao là tệ, có thể tập hợp mì đô đá kế. Ờ đó, cái này dùng để nhìn thôi, nhìn là đẹp. Chứ còn ăn thì hầu như người ta sẽ không ăn. Người ta sẽ làm sao ta làm cái khuôn á cái nhà, xong ta bỏ nó vô lúc mà cái trái nó còn nhỏ, đến khi trái nó lớn lên thì nó cái khuôn nó ép lại. Thì cái ép lại thì Nhân không biết tại sao mà nó rất là lạc. Thì bên chị Quỳnh cũng đã từng ăn trái này rồi, thì cái chị Quỳnh không biết là chị Quỳnh có cảm nhận như thế nào, chứ riêng Nhân thì Nhân thấy lạc nha, lạc rất là uổng tiền để mua trái này. Ừ xui. Xui nào. Trái này 1 triệu, một ở đâu 2 triệu mấy. Mà trái này thì có 200 ngàn. Thật sự nên mua trái 200 ngàn. Chứ trái này là chưng, Nhân nghĩ là chưng xong á, là người ta sẽ vứt. Chứ còn ăn là ăn không được nữa rồi đó. Bây giờ chị thử chấm muối coi làm sao. Chấm muối vô coi thử coi nè. Cắt cho chồng. Ok. Nó có một ít màu đỏ nằm ở phần đuôi. À, có một ít phần đỏ phần đuôi. Rồi ok, chấm muối thử nè. Này. Này. Nó không có hột. Đặc biệt ăn quả này thì nó không có hột. Hột nó rất là như là non á, cắn được luôn, mình ăn được luôn. Nhưng mà ăn nó giống như quả sắn cái nha. Nhưng ăn mà Nhân đang tưởng tượng Nhân đang ăn quả sắn. Bởi vì bởi vì nó quá là 昔はこんなんやったで。これも。そうなの？そう、だって塩つけて食べてたもん。ああ、今は？どんどん？今は全然甘い。ああ、なんで？それだっていっぱい頑張って勉強して、これ美味しくなってるでしょ。そうか。Thấy không, bà nhà anh nói là ngày xưa là dưa ở Nhật nó cũng giống, nó lạc y như vậy, như này ăn người ta ăn phải chấm muối. Nhưng mà bây giờ là người ta kiểu như người ta học hỏi nhiều á, người ta thì học hỏi rồi người ta cố gắng là làm cho một cái dưa ngon á. Cuối cùng là ra cái dưa như này là ngon này cả nhà, gọi là dưa như này là gọi là ngon rồi á. Còn cái dưa này á là dưa để trưng bày, nếu mình cũng không có thể nào mà mình nói là trái dưa này phải thật ngon được, bởi vì nó là đồ trưng bày mà. Nó chỉ là để cho mình ngắm đẹp thôi, rồi mình mua về mình review chơi vậy thôi. Nó mình muốn tốn tiền là muốn review thôi, chứ còn mà vẫn là dưa bên vòng tròn nó vẫn là ngon hơn. Theo Nhân thì theo đôi chị theo Nhân thì đúng là ông bà ta nói có câu không phải cái gì mắc là đều ngon, không phải cái gì là mắc tiền là đều là đặc biệt là sẽ là quá ngon. Nhưng mà thật sự là quả này chỉ để trưng bày đẹp mắt nhìn, chứ không nên mua ăn. Và Nhân cũng nghĩ là chắc cũng không có ai rảnh đâu mà mua mấy cái trái dưa mà nó mắc tiền mà nó như thế này đâu. Nhớ thiệt chị. Mizurashi dake đó, hàng trưng bày nè, chỉ có trưng bày thôi. Oishii desu. Ờ cái này thì nó ngon hơn, ăn không? Ăn taro tabete. Anh Taro thông thường anh cũng không có thích ăn suika là dưa hấu lắm đâu.
한 번 있어요. 따로 수익과 아마리 스키고 나냐. 응, 저래. 아마리. 난데. 에, 나 코로본 적이 멋있게 나왔다 뭐. 아, 나. 비여와, 이마와. 나 멋있게 한 마리였나. 아, 소가. Thì hồi nhỏ anh Tê Rư cũng từng ăn nhưng mà nó không ngon nên giờ đến giờ anh Tê Rư cũng nói chung là Tê Rư anh cũng không thích ăn dưa hấu. Mỗi lần mà Nhân nói là mua dưa hấu là Nhân tự ăn một mình ơn vậy á. Thì cả nhà ơi, video hai vợ chồng Nhân cũng khá dài rồi. Và Nhân review cũng đã review hết rồi, chân thật cũng chân thật luôn hết rồi. Thì Nhân cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà thương vợ chồng nhà Nhân thì cho hai vợ chồng nhà Nhân một nút like, một cái nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Tin.